Chiều ngày 27 tháng 12 tại hội trường quận ủy, Ủy ban nhân dân quận tổ chức hội nghị công bố triển khai dự án rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tới dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở ngành thành phố, các đồng chí lãnh đạo quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận. Ngày 18 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định số 3446 phê duyệt dự án rà soát điều chỉnh và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quận Kiến An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự án hướng tới mục tiêu phát huy các tiềm năng lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh giá trị sản xuất ngành dịch vụ, đẩy mạnh thu hút đầu tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo sự phát triển nhanh bền vững về kinh tế xã hội của quận. Phấn đấu đến năm 2025, quận có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị đồng bộ, đẹp và hiện đại, phát triển công nghiệp có chọn lọc, phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái với công nghệ cao, kết hợp với dịch vụ du lịch, đổi mới toàn diện và phát triển giáo dục và đào tạo, phấn đấu đưa Kiến An trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của thành phố Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc Bộ, đẩy mạnh khai thác tiềm năng y tế du lịch, giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng vững mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn không ngừng nâng cao. Quyết định cũng nêu rõ quan điểm mục tiêu phát triển cụ thể, các khâu đột phá và lĩnh vực chủ yếu, sản phẩm mũi nhọn, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các ngành kinh tế, hệ thống hạ tầng, các lĩnh vực xã hội, quy hoạch các vấn đề về môi trường, an ninh quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất. Quyết định cũng đưa ra danh mục 30 dự án đầu tư phát triển, các giải pháp thực hiện quy hoạch. Để dự án đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân quận cũng đã có kế hoạch số 172 ngày 26 tháng 12 năm 2017 triển khai thực hiện dự án với các nội dung chính, tập trung phổ biến tuyên truyền nội dung quy hoạch, phối hợp và tổ chức lập thẩm định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực, quy hoạch các sản phẩm chủ yếu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các phường, xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm, xây dựng các chương trình dự án ưu tiên đầu tư, triển khai các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch, đồng thời tổ chức giám sát kiểm tra việc thực hiện đầu tư phát triển theo quy hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan.